cầu hỡi em ơi em có hay, mùa xuân đã giang tay đón mời em, mùa đông giá đi qua rồi đó, hỡi em yêu hãy vào cùng đi yên. Hiền thề hỡi em ơi em có nghe bài tình ca trong đôi mắt đẹp xinh, giọng em nói trông như ngọc quý, hỡi em yêu sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu hỡi anh ơi anh có nghe, mùa ân thánh muôn chim hót gần xa, ngạt ngào hương trái xương vỡ quê, anh thấy mặt em để cho anh nghe em giọng nói, dáng em yêu núi đôi vượt xa, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy chẳng hề phai. Nguyện yêu anh, thương anh trọn kiếp. Hứa yêu em khi vui lúc buồn. Đường đời kia bên nhau vai sánh vai. Chẳng lo chi khi ta có tình yêu. Và bên ta Chúa luôn dìu dắt. Chúa bên ta. Sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy yêu như Ngài yêu ta.
phải chị Maria Nguyễn Phương Thiện. Hội Thánh chia vui và mở rộng lòng đón tiếp anh chị cùng với thân quyến và bạn bè. Trong ngày anh chị cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời trước mặt Thiên Chúa là Cha trực thể. Thiên Chúa nhận lời anh chị trong ngày vui này và ban ơn trợ giúp bởi trời vinh vực anh chị, cho anh chị được như lòng mong ước và thực hiện mọi điều anh chị khẩn cầu. Vinh danh Thiên Chúa trên cao thượng. Chúa dùng sợi dây tình yêu mà liên kết các tôi tớ Chúa sắp được nên một với nhau nhờ giao ước hôn nhân, để những người Chúa cho sinh hoa trái trong tình yêu cũng được Chúa cho trở nên nhân chứng của chính tình yêu ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Tobia. Bấy giờ Tobia trỗi dậy khỏi giường và nói với cô Sara rằng: Lạy em, hãy trỗi dậy, chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn xin cùng Chúa chúng ta để ngoài đói thương ban cho chúng ta được an lành. Làng trỗi dậy rồi cả hai cầu nguyện và khẩn xin Chúa ban cho họ được an lành. Họ dâng lời cầu nguyện xin thế này: Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con, xin chúc tụng thánh danh Chúa đến muôn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn đời. Chính Chúa đã dựng nên ông Adam, dựng lên cho ông một người trợ thủ và nâng đỡ là bà Eva, vợ ông. Và dòng dõi loài người đã sinh ra từ hai ông bà. Chính Chúa đã nói: Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một người trợ thủ giống như nó. Giờ đây, không phải vì lòng dục mà con lấy em con đây, nhưng vì lòng chân thành, xin Chúa đoái thương con và em con.
cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già. Rồi họ đồng thanh nói: Amen, Amen. Đó là lời Chúa. Cho những ai tôn thờ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời Người. Tốt tươi làng đêm bao nhiêu hoan đăng với muôn trái thơm dịu ngọt lại đây vây chung quanh bàn đàn con khôn ngoan xinh đẹp tựa như níu xanh dần trời lon đang lớn Chúa thương chờ che. Ban cho bạn an bình hân hoan sướng vui vì đây bao nhiêu phúc đồng chứa tràn xuống trong một đời bạn ơi công lao tay bạn dài lâu ra hoa thơm đủ mừng cho Sion hưng thịnh và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi anh em, là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương lơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta và Người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người. Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí. Thần khí Người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy một tiến sĩ luật trong nhóm Pha-ri-siêu hỏi Chúa Giêsu để thử người: Thưa thầy, trong lề luật điều răn nào là trọng nhất? Chúa Giêsu nói với người ấy: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương người lân cận như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và các sách tiên tri đều quy về hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hôm vừa rồi khi mà ngồi ăn cơm với một số người đang bữa ăn, tôi có nói với mấy ông, mấy bác rằng các bác thật là sung sướng. Đi thì chớ, về đến nhà được các bà chuẩn bị cho mọi sự đâu vào đấy. Quần áo lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, giặt là gọn gàng, nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon, canh ngọt, tối còn ủ chăn cho ấm trước khi đi ngủ nữa. Mấy ông ấy bảo rằng: Cha cứ tưởng tượng vậy chứ, bị mắng như vặt thịt. Bị mắng như vặt thịt. Hôm nay tôi hỏi các bà, các chị, những người sống đời gia đình, có mắng câu như vặt thịt không? Có không? Không mắng như vặt thịt. Nhưng mà có mắng không? Có. Thế thì khi mà các bà, các chị mắng các ông thì mắng vì thương hay mắng vì ghét? Mắng vì thương hay vì ghét? Mắng vì thương. Còn nếu mà ghét, người ta không có mắng mà là gì ạ? Chửi. Ghét thì không có mắng mà là chửi. Thương nên mới mắng. Nếu mà các ông một tuần không tắm bị các bà mắng là chuyện bình thường. Rồi sáng xỉn, chưa say, tối lại say, các bà mắng là chuyện bình thường. Hoặc là bỏ nhà đi chơi đến nửa đêm không về, bị các bà mắng là chuyện bình thường. Mắng không phải vì ghét, nhưng mắng vì thương. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể không vượt qua cái ranh giới giữa thương và ghét? Khi mà ngôn ngữ sử dụng trong các cuộc nói chuyện hay các việc cãi vã mà chúng ta luôn giữ ở một mức độ trong giới hạn thì đó là thường. Chừng nào mà các ông các bà khi cãi vã với nhau mà vẫn nói anh, nói em, hoặc là nói ông, nói tôi thì đó còn ở trong mức giới hạn. Thế còn khi mà chuyển sang mức mày với tao thì nó lại chuyển sang một giới hạn khác. Tại sao tôi nói như vậy? Thưa là bởi vì trong đời sống vợ chồng thì cái điều mà những người làm vợ, làm chồng luôn phải giữ và phải giữ suốt cuộc đời đó là sự tôn trọng. Trong tất cả mọi sự luôn phải có sự tôn trọng. Vợ tôn trọng chồng và chồng tôn trọng vợ. Không phải chỉ tôn trọng lúc vui vẻ, nhưng ngay cả khi có những bất đồng về những công việc chung, về việc dạy con cái, về xây nhà, về mua đất, về mua xe, về tất cả mọi sự đều phải có sự tôn trọng. Cái sự tôn trọng này rất là quan trọng. Bởi vì khi mà vợ và chồng luôn nhận được sự tôn trọng ở nơi người bạn đời của mình thì họ luôn cảm thấy rằng mình được yêu thương. Còn khi mà không có sự tôn trọng thì rõ ràng khó mà cảm nhận được sự yêu thương. Mở một câu, mở câu cái miệng ra đó là mày,
mở cái miệng ra là tao. Thế thì chẳng khác nào hai đứa trẻ nó chơi ở ngoài sân cả. Vợ chồng nó khác lắm. Và cái việc tôn trọng này nó cũng là một khía cạnh để thể hiện sự yêu thương mà Thiên Chúa dạy con người chúng ta. Trong bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe, tin mừng theo Thánh Matthew, người ta hỏi Đức Giê-xu rằng: Thưa Thầy, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Điều răn nào trọng nhất? Chúa bảo rằng có hai điều. Một, đó là kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người ta như chính mình. Và ở đây trong bản dịch này thì giáo hội dùng cái từ đó là yêu người thân cận như chính mình. Nếu như chúng ta đọc tiếp tin mừng Matthew ở chương 22, chúng ta sẽ thấy rằng người biệt phái hỏi Chúa Giêsu rằng: Ai là người thân cận của tôi? Chúa kể tiếp một câu chuyện. Có một người từ Jericho lên Jerusalem. Anh ta bị rơi vào tay bọn cướp, bị đánh như tử và rồi bị quẳng ra vệ đường. Thầy tư tế đi qua, thầy Lê Vi đi qua, cả hai người nhìn thấy nạn nhân tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari đi qua thì động lòng thương. Anh ta lấy dầu, lấy rượu, rửa vết thương, băng bó lại, đưa người bị nạn lên ngựa và mang về quán trọ. Và rồi kết thúc câu chuyện đó, Chúa Giêsu hỏi một người biệt phái rằng: Vậy trong số ba người thì ai là người thân cận của nạn nhân? Họ trả lời: Không cần phải nghĩ, thưa người Samari. Người thân cận là người luôn có những cái đối xử tốt lành và tôn trọng dành cho người khác. Thế thì trong cái phạm vi gia đình, nhất là mối liên hệ vợ chồng, thì thử hỏi có sự thân cận nào lớn hơn như vậy? Có sự thân cận nào gần hơn như vậy? Với người ngoài mà chúng ta còn phải có bổn phận yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ, thì huống hồ là người trong gia đình, nhất là vợ chồng với nhau. Cho nên mỗi khi mà chúng ta cử hành lễ cưới cho người nam và người nữ, hoặc là mỗi khi chúng ta cử hành lễ kỷ niệm ngày cưới, thì giáo hội luôn mời gọi những người sống đời gia đình nhớ những điều mà họ nói với nhau trong ngày họ đứng trước bàn thờ Chúa: yêu thương, tôn trọng và chung thủy. Tôn trọng bao gồm tất cả. Tôn trọng thì có sự yêu thương. Tôn trọng sẽ giúp người ta chung thủy với nhau. Và sự tôn trọng sẽ làm cho gia đình được vui vẻ, được bình an và được hạnh phúc như điều mà họ mong muốn. Trong bài đọc thứ nhất, chức trách Tobia ghi lại lời cầu nguyện của Tobia. Tobia lấy Sarah làm vợ. Và Tobia cùng với Sarah đều muốn xây dựng gia đình của họ trong yêu thương, xây dựng gia đình của họ trong ơn nghĩa của Chúa. Cho nên họ luôn cầu nguyện. Ngay ngày đầu tiên ở với nhau, Tobia dâng lên Chúa lời tạ ơn: Con lấy em con đây không phải vì nhục dục, nhưng vì Chúa muốn như thế. Và cả Tobia và Sarah đều hướng đến một gia đình tốt lành. Đương nhiên, để có sự tốt lành trọn vẹn thì sự cố gắng của hai người là không đủ, mà phải có sự hiện diện của Chúa, phải có sự chúc lành của Chúa và phải có sự nâng đỡ của người thân, của bạn bè. Hôm nay chúng ta dâng lễ để cầu nguyện cho anh Giuse Lại Văn Thắng và chị Maria Nguyễn Thu Hiền trong ngày họ quyết định đến với nhau để làm thành một cộng đoàn, làm thành một gia đình và trở nên một với nhau. Chúng ta cũng hãy nâng đỡ cho họ và xin Chúa hiện diện trong gia đình của họ kể từ ngày hôm nay, để trong tất cả mọi sự thì anh Thắng và chị Hiền luôn biết tôn trọng nhau trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động, trong thái độ và trong tất cả mọi sự. Có như vậy thì gia đình họ mong ước sẽ trở nên hiện thực trong cuộc đời của họ. Giờ đây chúng ta cùng chứng kiến việc anh Thắng và chị Hiền nói lên cái quyết định tự do đến với nhau qua sự bày tỏ trước mặt cộng đoàn và trước mặt người đại diện của Hội Thánh.
Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích rửa tội và thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Lại Văn Thắng và chị Maria Nguyễn Thu Hiền, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không ạ. Thưa không ạ. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có ạ. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Cầm hai tay cho nó chắc, nhìn vào mắt nhau mà nói. Em... Anh là Giuse Lại Văn Thắng. Xin nhận em Maria Nguyễn Thu Huyền làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nguyễn Thu Hiền, xin nhận anh Giuse Lại Văn Thắng làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob đã kết hợp hai người nam nữ đầu tiên trong vườn địa đàng. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài chuẩn y và ban phúc lành cho sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, ta xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Thu Huyền, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Lại Văn Thắng, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu lòng. Xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hai bạn yêu nhau bao nhiêu lâu rồi? Một năm. Cãi nhau bao nhiêu lần rồi? Gần. Không đếm được. Mỗi lần cãi nhau như vậy có xưng mày với tao không? Dạ không ạ. Đừng bao giờ xưng mày với tao nhé. Vâng. Cho dù sau này có chuyện gì đi nữa thì cũng hãy xưng anh với em với anh, hoặc là không thì tôi với bà, hoặc tôi với ông. Lúc 80 tuổi nhé. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa mới nghe anh Thắng và chị Hiền nói lên cái quyết định đến với nhau hoàn toàn rất tự do. Và đây là yếu tố làm nên bí tích hôn nhân khi họ không có ngăn trở nào cả. Với tư cách là người đại diện của Hội Thánh, tôi xin tuyên bố kể từ giờ phút này, anh Thắng và chị Hiền chính thức trở thành vợ chồng của nhau trước mặt Chúa.
Sau sự chúng ta có thêm một gia đình mới nữa, chúng ta cùng chúc mừng cho họ bằng một tràng pháo tay. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên để dâng lời cầu nguyện cho gia đình mới này. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây là anh Giuse Lại Văn Thắng và chị Maria Nguyễn Thu Hiền. Chúng ta ký thác anh chị em này cho Chúa. Vì hội thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay luôn biết ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của thánh sơn để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vinh danh Chúa chúng con cùng hoàn lễ hội thánh. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân. Và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ, mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng, làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng, bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Lại Văn Thắng và chị Maria Nguyễn Thu Hiền mà Chúa dẫn đưa tới ngày thành hôn.
Nhờ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hoàn năng trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thế hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chừa cám dỗ, nhưng cứu chúng Anh chị em thân mến, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ, tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Nguyễn Thu Hiền được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố,
họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt. Và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời đứng lên đi. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con, cho con được sống. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện, theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Amen. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ, đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào.
Tình yêu đó đã biến hồn tôi để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Chúc phúc, hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.